ở Thanh Xuân và Liên Thanh giao lưu. Bắt đầu. Đá bóng ra ngoài. Điểm đóng cho Thanh Xuân 1-0. Chúng ta đưa ngoài điểm bóng cho Liên Thanh 1-0. Phát bóng ngăn trực tiếp điểm bóng cho Liên Thanh 2-1. Đặt bóng tốt điểm bóng cho Liên Thanh 3-1. Đá bóng không qua lưới, điểm bóng cho Liên Thanh 4-1. Đá bóng ra ngoài, tay trắng ra ngoài, điểm bóng cho Thanh Xuân 5-4. Cắn ra ngoài, đưa bóng cho Liên Thanh 5-2. Đặt bóng ra ngoài, đưa bóng cho Liên Thanh 6-2. Vừa bóng cho Thanh Xuân 3-6. Đặt bóng cho ngoài, vừa bóng cho Liên Thanh 7-3. Bóng tốt, điểm bóng cho Liên Thanh 8. Cắt đường. Thả bóng tốt, điểm bóng cho Liên Thanh 4-8. Đập bóng vào lưới được vài được chân 5-8. Bóng mới tốt, chuyền bóng với Thanh Xuân 6-8. Đập bóng ra ngoài, vừa bóng với Thanh Xuân 7-8.
Đừng chung với kênh. Chuyện này kênh. Cái quả này cũng trắng rồi. Hay lắm. Thôi thôi, trắng rồi trắng. Hút lên. Và bóng ra ngoài là bóng tích ưu dân, 8-0. Và hai đội vỗ tay của chúng ta. Ôi, 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 của bóng cho tay chân 18. Điểm bóng chơi lên thanh 9 rồi. Phát bóng ra ngoài, để bóng cho tay chân 9. Đặt bóng tốt, để bóng cho tay chân 1-1. Điểm bắn cho Liên Thanh 11. Đặt bóng ra ngoài. Điểm bắn cho Liên Thanh 13-11. Để bóng cho tay chân 12-13. Vừa bóng của tay chân 1-1. Điểm. Tay chắn ra ngoài. Vừa bóng của tay chân 14-15. Đặt bóng ra ngoài. Vừa bóng cho Liên Thanh 15 đầu. Tay đây.
xin được chào gói tay của Vũ Thái Lộc. Đẹp bóng ra ngoài. Điểm bóng trước sân 16-15. Đội bóng không qua lưới của bóng cho Thanh Sơn 17-16. Tân tập tốt của bóng cho Thanh Sơn 16. Đã bóng được, chuyển bóng cho Như Thanh, 17-18. Đã bóng tốt, bóng cho Thanh Sơn, 19-17. Đập bóng tay chắn ra ngoài để bóng cao như thế 18-19. Thả bóng tốt để bóng cho Thanh Sơn 20-18. Không có người ta không tấn công được thì mình ngay. Phát bóng ra ngoài của bóng cây Như Thanh 19-20. Điểm bóng cho Thanh Sơn 21-19. Điểm bóng cho Thanh Sơn 22-19. Bóng tuyệt. Điểm bóng cho Như Thanh 22-22. Công lên ốp vào ốp mũi hạt đây. Đang đắc quả mặt, đắc quả mặt, mặt. Xong rồi. Chuyền lên. Điểm bóng cho Liên Thanh 21-22. Đấu lên đấy nữa, sau lưng đấy. Thả bóng lên. Điểm bóng cho Thanh Sơn 23-21. Vừa bảo rồi nó sẽ bỏ lưng mình chắc chắn. Đọc ra mình rồi mà. Đúng rồi, kẹ đi bác. Không sao cả. Ôi trời ơi. Đã bóng không quay lưới, điểm bóng trên tay của hai ai là bắt vào, chúi vào, chúi cất giữ vào, đua, chung bắt đua, chắn, đấy đẹp rồi, bình thường, bắt chặt đua, đặt, đặt, xuống. Trận bóng tốt, điểm bóng cho Yên Thanh 23 rồi. Ốp lên, ốp lên. Anh em lên cao lên.
đây đấy đâu đâu đằng sau đấy bắt đi bắt đâu trời ơi lùi lại sau nó bảo lùi lại sau ôi ai cái thằng này bịt vào nhá bịt vào muốn sao đâu đấy bóng bóng cho Lưu Văn hai bốn đây nè. Từ chân cố. Anh An lùi ra góc giữa bốn chưa? Anh An lùi. Đấy. Kết thúc giữa hai đội tuyển trẻ của Thanh Sơn và Lưu Văn. Đúng. Chỉ số đương nhiên là đại Như Thanh với chỉ số 25-23. Để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai, tỷ số 0-0, đội là Hải Nhân Thanh được quyền phát bóng. Trận thi đấu thứ hai bắt đầu. Bố bóng ra ngoài, quyền bóng qua tay chân. Quyền bóng cho Như Thanh, 1-0. Quyền bóng cho Thanh Sơn, 1-1. Phát bóng anh Thịnh Phúc, quyền bóng cho Thanh Sơn, 2-1. Đặt bóng không qua lưới. Quyền bóng cho Như Thanh, 2-0. Quyền bóng cho Thanh Sơn, 3-2. Vượt bóng cho Thanh Sơn, 4-3. Chết chỉ đạo từ từ đấy, mới nhớ được. Vượt bóng ra ngoài, vượt bóng cho Thanh Sơn, 5-3.
trận đấu không qua lưới, vượt bóng cây thay năm. Bóng cung quang lưới, điểm bóng ghi hiện thành 6-1. Đặt bóng ra ngoài, điểm bóng cho tôi duyên, bảo vệ tốt. Và tay bắn ra ngoài, để bóng quay lên đây, 5, 10. Điểm bóng cho tay chân 11-5. Đây là các thủ thủ đang tiếp tục. Điểm bóng cao lên đây, 6-11. Và giờ tốt, điểm bóng cho bên trên, 16. Điểm bóng cho Tân Sơn 13-6. Con bóng đã trực tiếp. Điểm bóng cho Tân Sơn 16.
đã bóng ra ngoài, vừa bóng cho Thanh Xuân 15-6. Điểm bóng cho Nguyễn Thanh 7-15. Chưa qua lưới, điểm bóng cho Như Thanh 8-15. Đã không tốt, điểm bóng cho Thanh Xuân 16-8. Điểm bóng cho Thanh Xuân 18-8. Đập bóng không qua lưới, điểm bóng cho Thanh Xuân 19-8. Đập bóng tốt, điểm bóng cho Thanh Xuân. Bài bằng mùi ra mỗi bóng của bảo bà đấy. Điểm bóng cho Thanh Xuân. Điểm bóng trên Thanh Xuân 21-8. Phát bóng không qua lưới, điểm bóng trên Thanh Xuân 9-21. Đập bóng không qua lưới, điểm bóng cho Thanh Xuân 22-9. Đập bóng quẹt, đưa bóng đi lên 1-2. Đập bóng tốt, đưa bóng cho Thanh Xuân 2-3. Đập bóng ra ngoài, đưa bóng cho Thanh Xuân 2-4. Điểm bóng cho con đối, điểm bóng cho Như Thanh 11-24. Đã bóng đoạn, điểm bóng cho Thanh Xuân 25-11. Chỉ số kết thúc của hai đội là Nam Trường là 1-1. Đây là Cao Hữu Đức chỉ cần lao ý thức không vào trận chung kết.
Bây giờ hai đội chúng ta tiếp tục vào sân thi đấu. Điểm thứ nhất
4, 1. Điểm 24, 7, 6, 7, 8. Bóng phát không qua lưới, điểm tiên thanh 9, 7. Bóng qua đây, điểm tiên thanh 10, 8, 9. Điểm tiên thanh
13-11. Bóng bỏ đẹp điểm cho Thanh Sơn 12-13. Bóng ra ngoài 13-0. Bóng không qua, điểm Thiên Tân 14-13. Bóng được đặt điểm 15-0. Hai đội đánh rất căng thẳng. Điểm trên trên 18-15. Điểm cho Thanh Sơn 19-16. Bóng trắng ra ngoài, điểm Thiên Thanh 17-19. Bóng bỏ đẹp, điểm cho Thanh Sơn 20-17. Bóng đẹp ra ngoài, điểm Thiên Tân 18-20. Bóng đẹp ra, điểm Thiên Tân 19-20. Hey.
bóng được gặp 20 đều. Bóng gần sân ngoài, như vậy chân thanh. Yeah.